Vaccine COVID do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển hiệu nghiệm 79% ngăn các ca có triệu chứng trong các cuộc thử nghiệm lớn tại Chile, Peru và Mỹ và hiệu nghiệm 100% ngừa các ca bệnh nặng hay nguy kịch và nhập viện. Cuộc nghiên cứu bao gồm hơn 32.000 người tình nguyện ở mọi lứa tuổi và kết quả này có thể giúp vaccine được Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho phép sử dụng khẩn cấp. Dữ liệu được công ty công bố ngày 22 tháng 3 sẽ tăng tăng lòng tin vào vaccine của Anh sau khi những kết quả từ cuộc nghiên cứu riêng rẽ trước đó nêu lên những quan ngại về mức độ khả tín của dữ liệu và những quan ngại về an toàn sau khi một số nước châu Âu đình chỉ một thời gian ngắn việc dùng vaccine AstraZeneca tiếp theo những báo cáo liên hệ vaccine với tình trạng huyết khối. Nhiều nước đã cho dùng vaccine trở lại sau khi một nhà quản lý thuốc men trong khu vực tuyên bố vaccine này an toàn. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò hôm 22 tháng 3 cho thấy người dân châu Âu vẫn còn hoài nghi. Các lãnh đạo ở châu Á tiêm vaccine AstraZeneca để thúc đẩy lòng tin của công chúng. Vaccine AstraZeneca nằm trong số những vaccine ngừa COVID xuất hiện đầu tiên và có giá rẻ nhất được sản xuất và tiêm chủng trên diện rộng. Vaccine này được xem là vaccine chủ chốt trong chương trình tiêm chủng tại đa số các nước đang phát triển.